mặc dù bữa về bên tới Mỹ tối hôm khuya hôm là thứ năm nghỉ một ngày thứ sáu, bữa nay thì chúng tôi có hội thoại ngay tại vì theo lời yêu cầu của sếp sao phạm và nghe nói rằng bữa nọ bác Cường ở Tèo nó nói kỳ này nhiều chuyện để nói đó. Xin mời quý vị gửi lời chào khán giả các bạn trẻ ngoài. Song Phạm xin kính chào các khán giả ở Việt Nam và ở hải ngoại. Dạ, tôi Dương Sư Phương cũng vừa mới về được mấy hôm trong cái bệnh bên Việt Nam, mà về bên đây thì bây giờ đã đỡ rồi, thành ra xin báo cáo lại với các thân hữu của KBC và để biết rằng chúng tôi đã về tới đây bình yên và sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Và có lời triệu tập khẩn trương của anh Song Phạm, thành ra chúng tôi xin kính chào quý vị, cũng mừng được gặp lại. Vâng, thưa quý khán giả, mà trước khi mà chúng tôi bắt đầu chương trình thì có thể là chúng tôi nói trước hết là cảm ơn tất cả những cái thành tình mà các quý anh chị đã đón tiếp trong cái mà cái khí thế mà cái là toàn thắng, nói theo bác Hồ nói đoàn kết đại đoàn kết và cái chương trình APEC là rất là toàn thắng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã hoàn tất xong cái bài báo cáo để gửi về cho bên nhà nước Việt Nam về cái APEC, thì chúng tôi cũng in cho các bác đây một cái bài gọi là APEC Việt Nam 2017 qua cảm nhận của nhà báo Việt hải ngoại. Tuy nhiên trước khi mà chúng tôi bắt đầu chương trình thì trước hết là vấn đề APEC ấy, thì chúng tôi có một số cái kỷ niệm có lẽ phải trình bày với các bác trước. Thì đây là một số những cái kỷ niệm mà các bạn đã gửi cho các bác từ Việt Nam. Đầu tiên thì là đặc biệt, không biết tại sao bác Cường nhiều phụ nữ Việt Nam yêu ái bác quá này. Đầu tiên là có một gói, thưa bác Cường có thể mở cho nó ra được cái một chị phụ nữ này cuối cùng chạy tới và gửi cho bác Cường. Và đây là một cái khăn ấm quàng cổ mùa đông. Và chị phụ nữ thì thực tình thì tôi cũng hơi đẹp trai, thành ra quả tình rằng thì là có hấp dẫn thật. Và bác có thể mở đây cho anh em coi được không? Xin cảm ơn. Đây là bên hông này này. Bên, xin cảm ơn người nữ. Hơi đẹp trai mà già còn hơi đẹp lắm. Vâng, người trẻ mãi không già. Tâm hồn trẻ lắm ạ. Vâng. Quay đi em mở ra nha. Đây. Cái keo ở bên Việt Nam á, nó cứng lắm. Thành ra bởi vậy làm sao mà họ đoàn kết nhau được ở chỗ đó đấy. Còn người nào không đoàn kết là keo giả. Keo Việt Nam nó là keo tình nghĩa dân tộc. Kỳ quá, chắc có khán thính giả nữ. Nữ khán thính giả. Đây. Nàng tên là Mộng gì? Đây, bên hông đang còn cái nữa. Vâng, nói rồi, xong rồi. Đấy. Vâng, đây à. Khăn cola. Vâng, đây là mùa đông chiến sĩ. Đây, mùa đông là đa nó mùa đông. Vâng. Đấy. Đấy. Cho bác bác có lạnh không? Bác có quàng lên luôn. thành ra là nàng có đó dày như vậy là mùa đông kali mới đủ à. Dày xưa thì này. Là nàng đan áo mùa đông. Đấy là chiến trường. Vâng, thì bây giờ dạ, xin cảm ơn người nữ. Đây một cái gói trà của một chị trong cũng độc giả KBG hải ngoại, gói trà đại gia, thưa bác, đấy, cái gói trà đại gia đấy. Vâng. Còn cái phần kế tiếp là bác mở dùng cái hộp màu đỏ. Đây là anh em cũng đều có cái hộp màu đỏ với để trà đại gia. Chị bác á, chị cái khăn quàng khăn quàng không phải
không phải là khăn quàng của Hồi giáo đâu nha. Một cái giải lụa mà không người nào có được, chỉ có bác mà thôi. Đức họ tình nghĩa ghê à. Cái này là quà của anh Thư. Dạ, ô. Thưa bà. Một cái đồng hồ. À, rất có ngày, là, có tháng, có đầy đủ hết. Bên dưới dưới à, có cái nắp thế ạ. À, vâng. Có đẹp. Ừ. À, lịch để bàn. À, vâng. Có cái nơi để viết. Vâng, gặp lại. Thấy là phần chất quá chỉ cơ mà lại gỗ. À, một trong những các cái... Bác kéo lên là bác lên vào đó, bác kéo lên rồi. Xong rồi bỏ đặt ngửa ra, xong nó đứng ngửa bác, còn bác bắt đây đấy, còn cái túi nữa bác vào, okay. Cũng phải từ từ chứ nó vào còn bác cứ để xuống đi, lát lại em đưa đi cái vào lâm ly. Hồng. Wow, hồng. À, được không? Ừ. Đây, cái bút là để bên kia. Một rồi. Cái bút, đây là cái bút ở ngoài Côn Sơn rồi bác. Đây, kỷ niệm Côn Đảo. Còn cái đó thì là một cái bộ... Không bác ơi, tôi về nhà mất làm cũng được. Mấy... Thì đó là một cái bộ mà để... như thế này đấy, để ông có trình bày ra đây để đũa lên vâng, để nó giống như là cái đồ kiếm á, vâng, đấy. Đấy, một cái này là bia cặp đây, vâng, đúng cái này mở sẵn dùng cho anh nhé, cho vâng đây. Vâng để mình được, vâng để tí nữa được, chúc mình được đồ, vâng để mình được, vâng. Đây, tất cả là nó nằm ở đây hết. Vâng, còn phần này là phần của anh Song Phạm đây. Bác sĩ Trị có gửi cho anh một cái quà rất là quý. Đấy. Bác sĩ lúc nào cũng cho tôi thuốc hết. Đây, thuốc, mật gấu và thuốc bảo bồi bổ sức khỏe. Bồi bổ sức khỏe, đặn thức khuya. Đấy, cái bộ trà bác có thể lấy cái túi, bác sao bỏ vào đây. Đây, cái này của bác Phương. Đây, túi đây. Đây, ba cái túi, quý vị chọn cái này đó, trước tiên có thể là cảm ơn bác Hùng. Bác Hùng mà lôi được cái này về đây là tôi là khổ cực, là cái người đi mà mang đồ tôi rất lấy làm biết ơn cái về cái này. Cảm ơn anh Hùng. Trước là khi về từ Việt Nam qua đây cũng là khổ lắm. Nghĩa là hàng hóa cái gì thì bây giờ như thế này, công bác lôi được về đây thì gửi cho các bác. Tôi mua 4 bộ mà không biết này, cái này của tôi mua. Đấy. Mua 4 bộ. À, lót cái để đĩa nhưng mà rất là đẹp, nó gọi là Việt Nam. Rồi. Mang tất cả những hình ảnh cô gái Việt Nam, gồm có 6 cái. Thì bây giờ thì có 2 cái màu đen và 1 cái màu đỏ và 1 cái màu nâu. Thì tùy theo ba bác chia nhau. Đấy. Cái này phải cảm ơn các độc giả Việt Nam đã cho quà bên Mỹ. Có một điều khích lệ. Này cà phê xây thế này cũng qua cà phê xây đây này. Anh Hùng cố gắng cái này là qua cà phê xây đây này. Từ Việt Nam qua đây chắc cũng khổ cực lắm, nặng lắm. Ông mang qua được là lãnh chúa rồi mà. Trên trước anh mang bao nhiêu sách. Bao nhiêu. Rồi. Vâng. Cái phần của tôi thì được thêm một cái này nhưng mà tôi sẽ nói sau. Còn đây là cái chiếc máy bay Việt Nam Airlines lúc đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Thì cái quán nó bảo là nó đang khuyến mãi, bớt được 50%. Mua được cái máy bay này. Quá đẹp. Đấy. Tôi thấy là tôi không dám hỏi, thành ra mình cũng mua hàng. Đồ dạ, cũng... Và đây chúng tôi được 2 quyển sách. Dân đời của thơ và nhạc của Lê Quang Vận và cuốn của tác giả Nguyễn Đình Thống, Võ Thị Sáu cũng do bác Vận tặng.
Lý do mà chúng tôi có cái này là tại vì lát nữa chúng tôi sẽ kể cái chuyện tại sao chúng tôi gặp ông Lê Quang Bình, người tù 14 năm. Từ năm 1963 cho tới năm 1975. Còn ngoài ra đó thì chúng tôi được anh Trần Phước, một doanh nghiệp, anh tặng cho một cái bộ này. Gia đình em Trần Đình Phước, thành phố Hồ Chí Minh kính tặng bác Nguyễn Phương Hùng. Cái này là lớn chuyện. Thì cái này nó rất là đặc biệt. Cái này có che mặt anh trong phạm không á? Mình để đây. Bán ở trong cái hình. Không sao rồi anh. Cái này cái túi này là đựng mấy cái này. Okay. Thì cái này thưa quý khán giả, đây là nó chỉ là một cái độc bình. Nhưng cái độc bình này nó đặc biệt là cả Việt Nam chỉ có 1.000 cái. Có đánh số. Và từ 1 cho số 1.000. Số 1.000. Là có certificate. Vâng, cái này nó gọi là limited edition. Limited độc bản Việt Nam. Thì những cái này chúng tôi nghĩ rằng là đây có certificate. Cái này là mono bình. Chứng nhận. Chứng nhận. Thì cái món quà này có lẽ là phải nó quý sau khi mà chúng tôi nhận được một cái bộ đĩa tách của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi còn được một cái quà nữa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là một quyển sổ tay cho ký giả để đi làm việc, đây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính tặng. Tuy nhiên rằng vì giờ phút cuối đi vội quá thành để quên lại Hà Nội rồi thì mời bạn trẻ giữ dùng cho chúng tôi, nói là khi tháng 3 bác về. Ôi. Trong cái APEC ấy, thì trước hết là mỗi một người tham dự APEC được một cái áo giống này. Áo tôi đang mặc đây. Áo của An Phước. Thì quý vị biết là cái hiệu An Phước là họ nhiều nổi tiếng. Nhưng mà đó là Pierre Cardin. Pierre Cardin quá đẹp. Cái màu rất là đẹp. Quá đẹp. Đó. Và có thêm một cái đặc biệt, rất là đặc biệt nữa. Cái caravat. Caravat mà có dấu hiệu APEC. Quá nổi tiếng, quá hay. À. Cái caravat có một cái dấu hiệu APEC trong này. Tất cả khoảng chừng trên 10.000. Mỗi một người đi tham dự trong cái trung tâm báo chí đó. Là đều được cái dấu hiệu APEC. APEC được dệt nổi đàng hoàng. Dạ. Và cái trong cái APEC ấy, thì mỗi người được tặng cho một cái USB. Cái dấu hiệu APEC nhưng mà không biết là trong cái USB chưa quý cái này là chứa những cái gì nhưng mà chúng tôi chưa biết, chưa mà có bây giờ mở ra nữa. Đấy, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chắc là những cái chi tiết về cái APEC. Nếu mà đúng như vậy thì chúng tôi sẽ download xuống và sẽ in ra. Đấy. Thì đó là những cái món kỷ vật mà chúng tôi rất là vinh dự mà có được trong cái dịp đi APEC. Ngày hôm qua đi bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình nói rằng, ông nói rằng tôi theo dõi tất cả các cái live stream của anh ở Việt Nam. Và phải nói rằng là cái nhận xét đầu tiên là một ký giả hải ngoại mà các anh đã được nhà nước yêu ái đưa anh về cái gọi là gặp tất cả những lãnh đạo. Chúng ta biết là ngày hôm đó là tất cả là 6-7 lãnh đạo trên thế giới tập trung về Việt Nam, chưa bao giờ có mà đã được nhiều như vậy tại Việt Nam. Đúng như bác Hồ nói là gọi là hội tụ. Ôi, sao lại bác quý khán giả, và những cái mà chúng tôi nghĩ rằng những cái món kỷ vật mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hiếm, nếu mà chúng tôi chút xíu làm một quyết định sai lầm là định không đi APEC. Nên đi. Năm 2006 đó mình đã tổ chức cái APEC rồi, cách đây 11 năm. Nhưng lần đăng can đầu tiên mà lúc đó thì mình cũng mới gia nhập vào APEC mà cũng không có nhiều cái vấn đề để mà bàn cãi như là bây giờ.
Thế nhưng mà thì bữa nay thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào chương trình. Thì thưa quý khán giả.